Bài viết này của chuyên gia dưỡng sinh đăng trên kênh Bác sĩ Gia đình về những thói quen tốt cho sức khỏe mà nam giới nên làm vào buổi sáng. Nếu thực hiện đều đặn sẽ có chức năng hoàn hảo trong việc cải thiện sức khỏe và duy trì sự sung sướng, thoải mái. Người xưa nói rằng, một năm tốt nhất là mùa xuân, một ngày tốt nhất là buổi sáng. Sau khi thức dậy là thời gian tiến tưởng của sức khỏe, chỉ cần quý ông làm được 5 điều tốt cho dưới đây thì có thể cải thiện hiệu quả công việc hoặc học tập, tự tin hơn để đương đầu với một ngày bận bịu. Bạn phải làm gì sau khi thức dậy? 1. Đừng bỏ qua ánh mặt trời vừa lên vào buổi sáng. Sau khi thức dậy mỗi sáng, người chơi nên mở rèm cửa kịp thời để ánh nắng chiếu vào phòng. Bữa sáng hoàn hảo cũng có thể khai mạc bằng việc ăn trên ban công hoặc bên ngoài căn phòng bình kém cỏi của người chơi, nếu điều kiện cho phép. Mặt trời buổi sáng mang lại những lợi ích nhất định cho cơ thể so với các thời điểm khác trong ngày. Mỗi buổi sáng, chỉ cần dành khoảng 30 phút để nạp năng lượng thông qua ánh sáng mặt trời có thể giúp cơ thể điều hòa đồng đại dương sinh học, điều chỉnh mức năng lượng của con người, kích thích sự thèm ăn và tăng tốc quá trình thảo luận chất. 2. Không nên vận động khi đói bụng. Tập thể dục trong khi bụng quá đói sẽ làm giảm mức độ insulin trong máu và chỉ số đường huyết, sẽ được sử dụng làm năng lượng để giúp kiểm soát cân nặng và giảm cân. Thời điểm đồng đội dục tốt nhất là cố gắng sắp xếp tập trong vòng 2 giờ sau bữa ăn, đây là thời gian tốt để giúp đốt cháy chất béo và thúc đẩy quá trình tiêu hóa thức ăn. Sau khi thức dậy vào buổi sáng, huyết áp và sự đậm đặc, kết dính của máu là tương đối cao và nó dễ bị huyết khối. Đây là giai đoạn nguy cơ cao của bệnh tim. Đến cuối buổi chiều, từ 6 đến 7 giờ, nhịp tim và huyết áp ở trạng thái cân bằng và năng lực ứng phó với tình huống đã đạt đến đỉnh điểm. Đây là thời điểm tốt để đồng đội dục và có thể ngăn ngừa tai nạn hiệu quả hơn. 3. Uống một ly nước sau khi thức dậy vào buổi sáng. Qua một đêm, thông qua hơi thở hoặc tiểu tiện, bài tiết sẽ tiêu thụ nước trong cơ thể. Sau khi thức dậy vào buổi sáng, cơ thể rơi vào tình trạng thiếu nước. Uống một cốc nước ấm vào thời điểm này có thể làm tăng sự nhạy bén của con người, làm cho năng lượng của mỗi người trở nên dồi dào hơn và tăng tốc độ nhanh nếu người chơi cần đến sự vận động, biểu hiện sức bền trong khi khai mạc một ngày mới. Ngoài ra, uống một ly nước vào buổi sáng cũng có thể kích thích nhu động của đường tiêu hóa và làm giảm táo bón do thói quen sống gây ra. Cố gắng không uống nước muối loãng, vì cơ thể đã tiêu thụ quá nhiều nước trong buổi đêm, nếu người chơi uống nước muối loãng, nó sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng khô miệng, háo nước. 4. Buổi sáng nên ăn đủ chất đạm. Một số người chỉ ăn một quả chuối hoặc bột yến mạch cho bữa sáng vì công việc bận bịu mà họ chưa lưu ý đến một bữa ăn sáng lành mạnh. Mặc dù nhiều món ăn có thể mang lại cho mọi người cảm giác no, nhưng nếu một bữa ăn thiếu đạm sẽ ảnh hưởng đến điều kiện làm việc của cả ngày. Bữa sáng phải được đảm bảo có đủ lượng protein để kích thích sản xuất cơ bắp, chẳng hạn như thịt nạc, sữa, trứng. Thay thế các loại đường dễ tiêu hóa và hấp thụ bởi các protein chất lượng cao. 5. Không nên giận dữ trên đường đi làm. Nếu người chơi tài xế đi làm vào giờ cao điểm, chắc chắn người chơi sẽ bị kẹt xe. Nếu người chơi làm việc quá sức, nó sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của người chơi và làm giảm chất lượng cuộc sống của người chơi. Đối mặt với vấn đề kẹt xe có thể làm cho người chơi mất đi nhiều năng lượng, dẫn đến mệt mỏi. Trong trường hợp người chơi kém cỏi xuyên giận dữ vì tắc đường, người chơi có thể đi làm bằng xe đạp hoặc xe buýt hay phương tiện mà người chơi thấy phù hợp. Bạn không nên sản xuất cảm xúc tiêu cực trong công việc cho mọi người xung quanh và mang những chuyện đó về cho các thành viên khác trong gia đình. Mỗi buổi sáng nên đi làm trong tâm trạng thoải mái và nên giữ tâm trạng sung sướng đó cả ngày. Nam giới mỗi sáng thức dậy không nên đi ra giường ngay lập tức. Bạn có thể ngồi trên giường thực hiện một số bài đồng đội dục, di chuyển đầu hoặc tay chân và sau đó xoa mặt. Điều này có thể thúc đẩy lưu thông máu toàn bộ và khiến mọi người tỉnh táo lập cập hơn. Theo hình thông tin.